Em ở Bình Tân. Bình Tân. Ở đây ở đâu? Dạ con ở Tân Bình. Dạ. Xa quá. Bà Lan này bà nó nghĩ. Lộn xíu. Dạ. Coi như Bình Tân Tân Bình là hợp lý lắm đó nha. Trời mặt bặm trợ ghê vậy. Trợ ghê kìa. Thấy là sợ luôn rồi đó. Đứng làm bảo vệ tôi vô tôi cũng xỉu luôn á. Dữ quá tôi dữ luôn, mặt gì đâu mà dữ. Trời ơi. Trời thấy tôi nó làm một bài đường tôi mới coi nè mọi người. Đeo khẩu trang. Thấy thương quá. Em quay qua cho mọi người xem đây đó, đeo khẩu trang nào nguyên khẩu trang hết trơn. Chứ vợ mình ngày tắm một lần được không? Dạ miễn sao là tắm hai lần là được. Phải tắm hai lần nha. Mời em trai giới thiệu về mình đi. Dạ chào em MC Quyền Linh chào chị Ngọc Lan chào quý vị khán giả đang và chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Đào Anh Khoa, năm nay 27 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Đào Anh Khoa. Dạ. Khoa làm công việc gì? Dạ con làm nhân viên bảo vệ cho trường quốc tế. Ở quận mấy? Dạ quận 11 ạ. Quận 11. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh với ai? Dạ con ở với ba mẹ và em. Ba mẹ với em nữa. Em trai hay em gái? Dạ em trai. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ. Em chào chị Ngọc Lan và anh Quyền Linh. Em tên là Hoàng Thị Kim Thảo. Em 27 tuổi và hiện tại em đang ở quận Bình Tân, Sài Gòn. Em làm công việc gì Thảo? Dạ hiện tại là em đang làm livestream trên TikTok đó chị. À vậy hả? Quê mình là ở đâu hay là em mình... ở Lâm Đồng chị. À quê ở Lâm Đồng. Dạ. Bạn Thảo 27 tuổi là rồi. Một TikToker. Rồi Khoa. Dạ. Khoa có ưu điểm khuyết điểm gì nói cho Thảo nghe đi. Dạ ưu điểm của con là biết quan tâm mà. Biết làm việc nhà, biết nấu ăn nhưng mà cũng tạm được. Dạ. Con nấu ăn cho gia đình ăn không? Con nấu cũng dở lắm chưa, không có được ngon. Biết nấu ăn mà cũng dở hả? Dạ. Có giặt đồ, quần áo trong nhà không? Dạ có, con mọi thứ đều tự làm. Tự làm hết đúng không? Dạ. Có khuyết điểm gì không Khoa? Dạ khuyết điểm con là hơi nóng tính. Nóng quá mình có quýnh ta không? Dạ không ạ, nóng quá thì con đi ra chỗ khác. Con ngồi một mình xong rồi lúc đó con lại trở lại. Làm bảo vệ mà nóng quá là không được nha. Mình nóng cỡ nào nhưng mình cũng phải nói chuyện từ từ. À dạ. Chú nóng à, chú hay quạo lắm á. Vậy là ổn á, mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của em thì em biết nấu ăn. Em làm công việc tới nơi tới chốn vậy lắm. Rồi em vui vẻ hòa đồng với mọi người. Còn khuyết điểm của em thì em có một chút hơi nóng tính á. Kiểu như quyết đoán mà người khác mà cản á là em làm cho bằng được luôn. Nóng tính dữ vậy đó hả? Dạ, kiểu giống là tự lập riêng á anh. Nóng đó tính là quá cá tánh chứ chưa nóng nè. Chị chưa thấy chỗ nào nóng luôn á. Bên đây cũng nói nóng tính mà thật ra cũng không thấy chỗ nào nóng luôn á. Không thấy nóng chỗ nào. Khô à, nhìn mặt thì khô. Đây nè, hai MC này mới nóng tính nè. Tôi nóng à. Chút xíu gặp nhau cô có nóng dữ không? Đường tình duyên thế nào được Khoa? Dạ con có một mối tình được một năm. Năm? Dạ. Yêu dữ dội không? Cũng chưa đến nỗi. Chưa đến nỗi á? Dạ. Yêu chưa đến nỗi là yêu sao? Là cũng đang trong thời gian tìm hiểu. Tìm hiểu thôi rồi sao chia tay? Khoảng cách địa lý với lại trong thời gian tìm hiểu là bất đồng quan điểm. Khoảng cách địa lý sao? Ở đâu với đâu? Dạ Huế. Rồi sao đi ra Huế yêu hay sao? Dạ ba mẹ bạn đó là muốn bạn đó là ra ngoài lập nghiệp. À rồi dạ. Bạn về đó luôn. Dạ. Không có yên tâm khi để con gái mình ở Sài Gòn. Rồi. Dạ. Đó. Bên đây là dạ, anh chào, anh yêu xa lên. Không có được, bất đồng quan điểm luôn. Dạ. Một mối tình duy nhất. Bây giờ là cũng đang không có gần nhau nữa đó. Đây đâu? Em ở Bình Tân. Bình Tân. Đây ở đâu? Dạ con ở Tân Bình. Dạ. Xa quá. Bà Lan này bà nó nghĩ. Lộn xíu. Dạ. Coi như Bình Tân, Tân Bình là hợp lý lắm đó nha. Đường tình duyên sao nè? Em có hai mối tình nhưng mà mối tình đầu tiên á thì quen được 4 năm nhưng mà kiểu như là bạn bè thôi. Xong rồi quen anh nó tán em á thì quen được khoảng gần 1 năm thì không hợp nữa thì chia tay. Còn mối tình thứ hai thì quen xa nên cũng không hợp nên. Xa là xa cỡ nào? Dạ quen chỉ qua nói chuyện qua điện thoại thôi. Ủa vậy đó hả? Dạ đúng tình rồi. Yêu qua điện thoại thôi đó hả? Dạ đúng rồi. Qua điện thoại sao yêu được? Giống như là mình nói chuyện cái mình đồng cảm á. Mình cảm giác là những cái người ở ngoài không có hợp với mình mà cái người đó lại hiểu mình. Nhưng mà chưa kịp gặp nhau mà đã dạ, xa gặp nhau rồi. Gặp được 2-3 ngày thì không hợp. Rồi coi nhà trai tôi nóng lắm. Cũng hiểu. Bảo vệ mặt quặm trợn lắm. Em vậy chị. Trời mặt bặm trợn ghê vậy. Trợn ghê chị. Thấy là sợ luôn rồi đó. Đứng làm bảo vệ tôi vô tôi cũng xỉu luôn á. Dữ quá tôi dữ luôn, mặt gì đâu mà dữ. Trời ơi. Trời thấy tôi nó làm một bài đường tôi mà coi nè mọi người. Đeo khẩu trang. Thấy thương quá. Em quay qua cho mọi người xem đây đó. Đeo khẩu trang nào nguyên khẩu trang hết trên mặt. Mặt cái trắng tươi á. Coi như là giống như cục bột vậy đó. Xong cái ngồi bảo vệ nắng quá thành cái vệt luôn. Phải chi mặt tôi đen không có nắng ăn được thì không có giấu. Em không thích đàn ông gì nè. Em không thích đàn ông hút thuốc. Ừ. Không thích đàn ông vũ phu. Vũ phu. Khó tính á. Em không như được như thế này, em không như được như thế kia là em... Rồi, là gia trưởng đó. Dạ đúng rồi, gia trưởng á. Còn không thích gì nữa? Còn lại thì em bình thường. Bình thường đúng không? Dạ đúng rồi. Kìa trong vũ phu lắm mà. Không nóng tính à. Bên đây người ta chuyên đi bảo vệ người khác mà làm sao mà vũ phu nóng tính gì được. Cái chú bên kia chú như là cục bột vậy đó. Chú hiền khô à.
mà nói nóng tính là làm thứ ghê lắm không? Mình muốn tìm một mẫu hình lý tưởng thế nào con gái? Dạ, biết quan tâm chăm sóc, hợp và hiểu tính nhau nữa. Thì tìm hiểu sẽ hiểu. Dạ. Mà hiểu xong sẽ hợp. Hai đứa đang ở xa nhau, Bình Tân, Tân Bình á. Dạ, nếu mà hợp thì cưới luôn cũng được. Cưới luôn cũng được. Hợp cưới luôn ha. Trời ơi. Tuổi trẻ bây giờ nó mạnh dạn quá. Thấy bên kia mạnh dạn không? Dạ mạnh dạn. Cưới luôn đó. Dạ. Chịu không? Dạ chịu. Rồi giờ cái hình mẫu lý tưởng của mình là sao nè? Em muốn một mẫu người là người phụ nữ của gia đình, ở sạch, không nói nhiều. Mình có ở sạch không mà mình đòi người ta ở sạch? Có, em sạch sẽ. Sạch cỡ nào? Dạ một ngày là giặt đồ một lần, không có để qua ngày. Rồi ngày tắm mấy lần? Dạ tắm 3 lần. Rồi đó sạch. Hợp lý. Sạch quá. Sạch dữ lắm. Hey, sạch tắm gì dữ vậy trời. Một ngày mình tắm 3 lần hả? Dạ. Mình có muốn vợ mình ngày tắm 4 lần không? Dạ không à. Vậy chứ vợ mình ngày tắm 1 lần được không? Dạ miễn sao là tắm 2 lần là được. Phải tắm 2 lần nha. Phải tắm 2 lần. Có khi lười tắm luôn. Hả? Không tắm luôn hả? Dạ tại vì công việc của em đôi khi em ngồi xuyên suốt á. Có khi là em lười á, cái em quên. Thật ra là đúng. Mệt á. Nhưng mà giờ có ổng lắm bắt tắm ngày 2 lần á. Được không? Để coi lại. Không lẽ giờ mình chia tay nhau vì vụ tắm không đủ 2 lần nữa. Thậm chí không cần tắm. Khi ra Đà Lạt 3 ngày không tắm rồi sao? Bây giờ nè, trời. Đi Đà Lạt 3 ngày không tắm hả? Đúng rồi. 3 ngày tôi không tắm luôn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi sao nha. Đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ, em trai và bạn thân. Dạ. Đi cả nhà một luôn. Một gia đình ha. Luôn. Ờ, cả nhà coi. Dạ, con chào cô chú. Nè, bé đứng lên nó chào gia đình nè. Xin chào anh Cường Vinh. Ngồi đi. Xin chào MC Ngọc Lan. Dạ. Chào gia đình Vinh và gái. Chú chào con. Dạ. Chú là ba của Khoa. Theo chú dừng xét thì con cùng thì thấy cùng phúc hậu dễ thương. Hai đứa thì cho nhau cơ hội tìm hiểu. Nếu mà được thì sẽ đi tới hôn nhân luôn. Hay quá. Dạ. Mẹ chồng tương lai nè. Thấy con dâu tương lai thì sao? Thấy dâu hiền, đẹp. Đẹp tôi ưng ý rồi đó. Ưng ý rồi đó. Mình đi với ai? Dạ em đi với chị gái với lại anh. Chị gái hả? Dạ. Dạ rồi, xin chào chị gái ạ. Chị ruột á hả? Dạ chị ruột em. Em chào anh Ngọc Quyền Linh, chị Ngọc Lan, chào gia đình bác trai, chào em trai với chào tất cả mọi người trong trường quay. Chị thấy bạn này cũng hiền, cũng đẹp trai, dễ thương, hơi kỹ tính chút thôi. Nếu được thì hai đứa cho nhau cơ hội làm quen, tìm hiểu cũng được. Thật ra nói chơi với quỷ đầu kỹ. Nói vậy thôi, làm nó cũng vui. Chúc bàn vụ tắm nha. Đúng, hồi sập mà nói cho ra lẽ cái vụ tắm nghe chưa? Để mai mốt rồi về ở chung rồi cái một lần, hai lần, ba lần gì đó. Đúng rồi không hợp nhau nữa rồi đổ thượng mai bà mối. Em cũng phải quyết liệt nha, em tắm một lần là dứt khoát một lần nha. Còn chịu chịu thôi. Còn nếu em chịu thấy đẹp trai quá em tắm hai lần. Rồi mở rao. Tới. Nói lớn lên. Cảm ơn em. Em cảm ơn. Đứng đó. Ủa sao hai này tặng quà mà chớp nhoáng quá vậy ta? Ừ. Đó đứng đó rồi mình giải thích cái món quà mình là gì, mình tặng gì. Cái này là cuốn sách đó anh. Cuốn sách này hay lắm, em tặng cho anh để anh tự tin bước tiếp trên những con đường phía sau này. À, cảm ơn em. Dạ. Còn món quà của anh là 19 bông là tượng trưng cho cái sự kiên nhẫn chờ đợi em bấm nút. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, mời hai bạn về chỗ. Em cảm thấy anh như thế nào? Dạ em cũng mới gặp nên chưa có cảm nhận mà nhiều á. Thấy anh có bậm trợn không? Anh nó dữ không? Cũng được trai. Cô về em hiền khô. Anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, giống như mong muốn của anh. Anh có biết chụp hình không? Cái công việc của em á là cái người đó phải biết chụp hình. Anh có biết một chút thông tin về chụp hình. Dạ. Tại vì em cũng like trên TikTok, anh có chơi TikTok không? Anh có chơi. Dạ, anh nhớ follow kênh TikTok của em nha. Lát về anh follow. Ủa alo. Em nghĩ ra ý tưởng quay TikTok liền cái coi. Bây giờ làm cái trend gì đó. Đúng đi rồi. Chú Linh quay cho nè. Nè TikTok nè. Tiếng nha. Nè đứng nhảy thôi. Nói vậy thôi nào. Hai đứa nhảy xong rồi tạo trái tim thôi. Đứng xích á. Dạ. Đó, nhiều đó thôi nha. Nào chuẩn bị nha. Mạnh ai nó làm nha. Nào. Ủa hãy vui lên nào là phải vậy chứ. Không có trái tim mà đúng rồi. Phải có trái tim. Hãy vui lên nào đưa qua nha. Nè hai đứa, hai đứa. Cái kết của hai đứa là gì nè? Kết là hai đứa đưa về nha. Dạ. Nào, 2, 3. Rồi.
rồi xong. Lúc đó không lia máy qua chút xíu có hậu cảnh nữa nè. À quên ha. Anh không thích người con gái như thế nào? Anh thì không thích người con gái ở giờ. Cái đó em có. Theo anh như thế nào là ở dơ? Theo em anh hỏi như đi thế con. Nào là ở dơ? Một ngày thì nói chung là mình cũng phải tắm ít nhất một lần. Còn nếu như mình làm trong môi trường mà văn phòng máy lạnh thì mình không cần phải tắm nhiều, tắm một lần là được rồi. Môi trường của anh thì tiếp xúc với học sinh phụ huynh, cho nên là phải ra mồ hôi, cái người nó khó chịu, cho nên anh về là anh phải tắm rửa giặt đồ. Không muốn bạn gái ngày tắm mấy lần nó luôn đi. Anh thấy thì một ngày tắm một lần là được rồi. Mày mới nói hai lần về xuống rồi. Vậy chứ vợ mình ngày tắm một lần được không? Dạ miễn sao là tắm hai lần là được. Thấy là đẹp quá. Đẹp quá. Trời ơi. Giữ quan điểm của mình chứ Khoa. Dạ. Nó lại nào. Theo anh thì một ngày tắm hai lần là được. Buổi sáng với lại trong sau khi mình công việc xong xuôi thì tối về là mình tắm. Rồi giờ nhà gái thấy sao? Được không? Giờ em thấy anh cũng vui tính, cũng được. Không, cái vụ mà ngày tắm hai lần á. Dạ, hai lần thì cái đó để sau này về bàn lại nhau. Dạ, lúc đó sợ tốn tiền nước không tắm thôi chứ. Dạ. Bình Tân với Tân Bình cách mấy chục cây? Từ nhà con mà xuống dưới Bình Tân là khoảng 15 phút à. Bây giờ mình bàn chuyện hôn nhân gì đi, ba mẹ nó được làm luôn kìa. Em quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Em ngại kiểu như là đi tìm hiểu lắm, tìm hiểu được á, tới giờ hôn nhân luôn. Em sợ cái khoảng thời gian mà bắt đầu lại lắm. Lúc trước em quen ở ngoài em nhát lắm, em không có quen ai á. Em sợ cái thời gian kết thúc với lại bắt đầu á. Có cơ hội cho nhau cơ hội thì mong cả hai bên tiến tới hôn nhân. Ba nói cho bạn biết đi, mình lấy vợ về có phải làm dâu gì không? Nếu mà sau này tụi mình tiến tới hôn nhân thì em không cần phải ngại vấn đề làm dâu, vì anh đã có nhà riêng. Vì anh đã có nhà riêng. Thôi rồi đã. Ngon lành luôn. Là nhà là anh tự mua hay là của ba mẹ cho anh? Sau khi bà nội anh qua đời thì bà nội anh có để lại cho anh căn nhà. Tương lai là ổn định rồi đó, hai bạn là không phải lo rồi đó. Giờ chỉ lo là cố gắng làm việc, vun đắp cho cái căn nhà đó nó càng ngày nó càng đẹp hơn, càng to hơn, càng hạnh phúc hơn. Dạ. Bây giờ nè, Khoa bước lại nắm tay bạn gái cho. Tôi nhìn mặt nó thấy thương quá, giống cháu tôi hết, tôi thấy thương quá. Nắm tay bạn gái đứng lên. Nắm tay em. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Rồi, hai đứa nhìn thẳng mắt nhau. Khoa thấy bạn gái thế nào? Anh thấy em hiền, dễ thương, gương mặt phúc hậu. Từ khi mà anh đăng ký hẹn hò đến bây giờ anh mong muốn được một người con gái như mình mong muốn. Hôm nay đến chương trình anh đã tìm được, đó là em. Anh đã tìm được, đó là em. Trời ơi. À, cảm ơn ông Mai bà Mối đã tạo điều kiện cho chúng em được gặp nhau. Nếu sau này mình tiến tới hôn nhân, anh sẽ hứa là sẽ bao bọc và che chở cho em quãng đời còn lại. Trời ơi, hay dữ rồi trời. Em cảm nhận thế nào về Khoa? Em cảm thấy hơi sợ. Sao sợ? Rung quá. Rung hả? Dạ. Hiền khô mà sợ rung gì? Là vì mình hồi hộp hay là mình sợ sao? Kiểu lâu ngày rồi không có ai nói những lời như vậy với em á. Khoa chân tình á. Dạ. Khoa nói thật lòng á. Bây giờ mình giỡn chơi thôi chứ thật ra Khoa rất là hiền lành. Mình về vị trí đi. Những cái gì Khoa nói, Khoa đã nói hết rồi. Bây giờ quan trọng là quyết định của nhà gái thôi. Để tay mình nút bấm. Bấm nút vì mình, không bấm nút vì ai cả. Nếu như mình thấy cảm giác không đúng với nửa yêu thương của mình, chúng ta không cần bấm. Bấm phải xuất phát từ trái tim của mình. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Anh nắm tay em nhé. Nói gì với ba mẹ đi Khoa. Ba mẹ, hôm nay con có bạn gái từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Con cảm ơn ba mẹ với lại mọi người đã tới dự chương trình của con. Và cảm ơn chị bên nhà bạn gái. Bạn gái rất là xúc động kìa. Tại vì đợt trước là ba em bệnh á, thì cũng có nói là lấy chồng. Nhưng mà bây giờ nhìn chú tự nhiên em lại nhớ đến ba của em. Ba em vừa mới nắm giỗ đầu cách đây mấy ngày. Thôi chia sẻ với em, hy vọng rằng em với Khoa sẽ thành đôi. Cha của Khoa cũng là người phúc hậu hiền lành, mẹ cũng vậy luôn. Thôi em đừng khóc nữa nha, mạnh mẽ. Hôn cái luôn, hôn cái luôn. Dạ. Yeah.
Gái giới thiệu trước đi. Xin để chị bên mình giới thiệu trước đi chị ha. Dạ, lời đầu tiên cho em được phép chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh với toàn thể trường quay của chúng ta, những người xem đài. Dạ. Dạ. Rồi sau đó thì cho em được chào anh bạn chung vách của em. Dạ, em chào anh ạ. Tên là Lê Ngọc Quang, là đủ luôn họ tên. Rồi em làm việc ở trung tâm thể dục thể thao của phường. Dạ. Dạ, năm nay mắc cỡ quá. Đâu sao đâu chị. Đâu có... Dạ, năm nay em được 55 cái xuân xanh. Ồ. Cho nên ế 55 năm rồi. Dạ, dạ là... em chào chị. Đúng rồi, vậy là em phải gọi chị là chị. Chị bên nhà gái. Rồi, xin mời anh bên nhà trai ạ. À. Dạ, mời anh ạ. Mình tên là Nguyễn Dư Triệu, 63 tuổi, đã công tác ngành dược phẩm của nước ngoài 25 năm. Và hiện nay đang công tác ngành dược phẩm của Việt Nam mình ở khu công nghiệp Phước và cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 7. À, quận 7. Dạ. Chị ơi, chị cho bên đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi chị. Dạ, khuyết điểm của em á là coi như nóng tính nhưng mà dễ nguội. Và cái thứ hai nữa là dễ mũi lòng lắm. Ai ghẹo chút xíu á là khóc, nhưng mà điều rồi cũng mau nín nữa. Y như là lúc mà chuẩn bị khóc thì chuẩn bị nín cũng nhanh. Cho nên cái đó là có gọi là khuyết điểm không anh Linh? Không, cái đó không phải là khuyết điểm, mà cái đó là một cái cá tính riêng của mỗi người. Dạ. Tại vì cái cảm xúc thì mình không thể nói nó là khuyết điểm được chị. Dạ. Xin mời nhà trai ạ. Điểm mạnh của Dư Triệu á thì nói chung cũng có cái là hòa đồng, và trong cái cuộc sống mình cũng phải học hỏi với mọi người, và đặc biệt là có cái là hay đam mê thể thao. Anh chơi môn gì anh? Và luôn luôn chơi, có một môn duy nhất thôi là cái môn tennis. À, sau khi chơi cái môn này thì cách nay 25 năm là bỏ thuốc lá luôn. À, và tốt rồi đó. Bỏ luôn thuốc lá, không hút nữa. Dạ. Dạ. Còn cà phê là hoàn toàn không có, rượu cũng không có, bia thì có. Dạ. Cái đó là cái sự xã giao của dạ, cái người rồi. Phái nam như thế. Dạ. Dạ. Thì cái điểm yếu thì nó có cái như hơi lười biếng, nhưng mà có cái tác động của gia đình hay là cho người xung quanh đó. À, tác động vô thì mình xiên trở lại. Xin đàn gái cho đàn trai biết chút xíu về đường tình duyên được không ạ? Dạ được. Em thì nói chung là hồi trẻ trâu là có quen một bạn học. Quen là chỉ là cái thuở ban đầu thôi, mới nhìn nhau rồi thích thôi, chứ cũng chưa gọi là yêu. Lúc đó là nhiêu tuổi chị? Dạ 14. 14 tuổi. Dạ. Nói chung là cái đó là thích người ta không gọi là yêu được không? Dạ, chị Vân? Đúng rồi. Nhưng mà nói chung là cứ cho là cái mối tình đầu đi. Rồi lần hai thì có yêu một anh công an, nhưng mà sau đó thì hai đứa không hợp thì chia tay. Bao lâu chị? Chưa bao lâu? Dạ 4 năm. 4 năm. Dạ. Nhưng mà cũng thú thật với lại chị Vân với lại anh Linh nha. Thôi cho mình kêu vậy đi cho nó lịch sự. Rồi trong 4 năm đó, hai đứa chỉ nắm tay thôi chứ không dám làm gì hết. Không có tiếng xa hơn luôn. Dạ, có nghĩa là trái tim thì đã hướng về nhau, nhưng mà nói chung là không bước qua khỏi vòng lễ giáo. Không qua khỏi vòng lễ giáo. Nghe mà thằng gái anh thấy sao anh? Chưa có người yêu luôn á. Giờ coi như từ lúc 25 tới giờ luôn á. Dạ, đúng rồi. Công nhận phải nó kiên trì quá. Dạ, kiên trì coi như là cái 30 năm rồi đó. Thì cái điều đó cũng là điều rất là vâng. Chào thành viên Hồng Vân em. Dạ, em chào anh ạ. Dạ. Chung thì cái đó là cái điều mà cũng may mắn cho mình luôn. Dạ. Có thể chia sẻ chút xíu cái đường tình duyên cho đàn gái nghe đi anh. Nói chung Dư Triệu thì có gia đình. Bà xã thì mới mất năm 2018. Và có hai đứa con, đứa trai và đứa gái. Đứa gái có gia đình và đứa con trai chưa có gia đình. Hiện nay ở nhà chỉ có hai đứa con và Dư Triệu mà thôi. Tức là ba người trong gia đình. Ba cha con. Dạ, ba cha con. Dạ. Như vậy. Có nghĩa là bé gái có gia đình nhưng mà ở chung với ba luôn. Ở chung luôn. Có lúc dạ. Chung, có lúc riêng. Thì cho nó ở chung đi cho nó dễ xíu. Dạ. Gói ghém vui đúng không anh? Dạ. Bây giờ trong đầu chị nghĩ lần nữa mảnh ghép của chị là một người hình tượng như thế nào? Nói chung là cái hình tượng á thì nó không quan trọng lắm, nhưng mà điều cũng dễ nhìn chút xíu là anh ấy ví dụ như đi ra đường thì mọi người khi nắm tay mình á thì anh ấy là sẽ là người vững chãi hơn tí,
khỏe mạnh hơn tí, để có gì khi mình ngã đó thì anh ấy nâng. Dạ. Rồi ví dụ như anh ấy không cần phải là đẹp trai, tại vì bây giờ mình còn sắc dốc gì nữa để mà đẹp, nhưng anh ấy cũng phải ngoại hình cũng nhìn dễ nhìn tí xíu. Được, đừng nhìn được lắm á chị. Đừng có nhìn thấy bạn bè nó nói bà kén đã rồi coi nhìn thấy gốm hôn đó là cái trời đó ơi. Là không được. Bạn nào nói kỳ vậy? Dạ. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không. Tại vì em nghĩ là dễ nhìn là được rồi. Dạ. Không cần phải là đẹp trai hay là học giỏi hay là cái gì. Muốn cảm nhận cái một nửa mảnh ghép cùng với anh đi suốt cuộc đời còn lại là như thế nào? Nói chung thì Dư Triệu chỉ có cái rất là đơn thuần và đơn giản nhất là dạ. Nhìn với cái người phụ nữ có cái hậu và cái gọi là nhân văn. Dạ. Cho cái đường sau này giữa mình đi như thế. Quá có hậu, quá nhân văn. Dạ. Thì cái điều đó là may mắn nhất. Dạ. Vâng. Bây giờ mình hỏi cái người thân đi. Chị dạ. Chị đi với ai vậy chị? Dạ. Em đi với dì dạ. Thứ Bảy cũng như là giờ đang kêu má Bảy. À rồi, cảm ơn dạ. Chị, chị cứ ngồi đi. Dạ. Đó. Chào má Bảy. Chào chú Quyền Linh với chị cô Hồng Vân. Dạ, chào chị. Chào. Chào tất cả ở trường quay. Tôi là dì Thứ Bảy, dì ruột của Ngọc Quang. Dì là dì? Dì ruột. Dì ruột của Ngọc Quang là em dạ. Của mẹ nó. Thì tôi đến đây không có gì hơn. Cháu tôi thì nó cũng hơi lớn tuổi, nhưng mà hồi nào giờ thì nó cũng kén dữ lắm, chứ không phải đến đổi mà ấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà trường hợp mà nó do nó, tôi đi thì đại diện cho là dì thôi, nhưng mà quyền lựa chọn là nó thôi. Dạ. Tại vì nó cũng lớn tuổi rồi đó. Rồi ủng hộ được rồi, cảm ơn gì. Anh đi với ai anh trai? Xin nói với tất cả các thành viên đi với gia đình là anh ruột người thứ tư. Vâng, và ông anh trước cửa nhà. Xin chào MC Quỳnh Linh dạ, với dạ. Xin chào MC Hồng Vân. Dạ, tôi là anh của bên đàn trai. Thì theo anh nó Triệu. Có. Anh thấy bên cô gái á. Vâng. Xinh xinh dạ. Cao ha. Thì có anh. Lanh lợi. Có vẻ là lanh lợi nha. Anh cảm thấy là lanh lợi. Không biết rằng ý... hai em có tiếng xa với nhau hay không dạ. Nhưng anh cũng xin chúc mừng trước thôi dạ. 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 Tôi xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ chào anh. Thì tôi báo cáo với này, các anh các chị cùng toàn thể hội trường. Thế thì cũng điều là không may mắn là vợ anh Triệu thì cũng chia tay gia đình để ra đi cái đi 2 năm rồi. Thế thì thực lòng đó mà nói tôi rất thương anh Triệu vì anh là người rất hiền lành. Tôi cũng có ý định là mai mối cho anh Triệu mấy cô rồi. Thế nhưng mà thực tâm đó mà nói là cái đồng cảm cũng, thì là nó chưa gặp may mắn. Thế hôm nay cũng chương trình đưa anh Triệu và chị qua. Thì qua cái trao đổi thì tôi có cái cảm nhận thế này. Anh Triệu và chị Quang nói chung là cái tuổi thì không phải là còn thanh niên nữa, phải không ạ? Vâng. Nhưng mà tôi nghĩ là anh Triệu có 2 đứa con, một đứa con trai và đứa con gái, có 1 đứa cháu. Thế nhưng mà hầu như là con của anh ấy là ngày đi làm hết. Thế thì lúc khỏe đã vậy, nhưng mà cái lúc ốm đau thì anh Triệu chỉ có một thân mình thôi. Cũng rất là buồn và tội nghiệp cho anh ấy. Thế còn chị Quang thì đương nhiên là cái thời kỳ son trẻ thì chị có cái kén chọn. Nhưng mà bây giờ tuổi của chị thì cũng vào cái tầm tuổi gọi là ngoài 50 rồi. Tôi nghĩ là hai anh chị nên chung lại với nhau, tức là góp cơm chung để có cái nương tựa để chăm lo cái tuổi về già. Thì tôi nghĩ là rất hạnh phúc. Và bản thân tôi ở khu xóm thì có thêm một người bạn là về cùng với khu xóm. Mà anh Triệu thì với chị Quang thì động viên nhau trong cuộc sống. Mà cũng đấy là cái mong muốn không riêng của anh Triệu và đối với lại khu xóm chúng tôi. Rồi, cảm ơn anh. Bây giờ thì mình mở rào cho anh chị gặp mặt đi nhá. Đây. Mở rào. Bắt đầu anh Triệu nha. Có anh. Đứng lên. Đứng lên tặng quà đi chị. Vâng. À, chào em. Dạ chào anh. Anh có món quà gửi cho em. Dạ em cũng có món quà để gửi anh. Rồi rất cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi xin mời. Cho anh để lên bàn cái ha. Mở quà đi chị. Anh có thể mở quà mình anh nói. Triệu, anh Triệu mở quà đi coi gì anh Triệu. Bên kia luôn đúng không? Dạ. Là cái gì đó? Cái này cà vạt anh. Bộ khăn. Đây là bộ khăn. Để em về mỗi lần mà
em sử dụng á, sử dụng á, em nhớ cái ảnh chị lấy ra chị khoe coi có đúng cái màu chị thích không. Dạ, màu hồng là màu nữ tính mà ai cũng thích hết. Dạ rồi, còn, cảm ơn. Ủa bển là gì vậy anh Triệu? Cái này cái cà vạt. Cà vạt đó, cái màu này có đúng màu anh thích không? Trời ơi, cái anh, nào cái cũng tốt. Này, sơ mi này anh đeo liền không, cà vạt chung đi đẹp lắm mình nè. Nhiều lắm. Không, ý em nói là bây giờ anh đeo mình để đây đúng không em? Dạ không, anh đeo không? Luôn á, chị đeo cho ảnh đi chị. Vậy hả? Dạ. Trời ơi, chi dữ vậy trời. Trời ơi, không mất. Anh cầm đi. Có đây, có đây. Cà vạt màu tím luôn hả? Trời đúng luôn á, đúng cái màu rất là. Cà vạt màu gì vậy? Cà vạt màu xanh cơ. Xanh hả? Vậy mấy mốt á, anh cho em lấy cái thang mình bắt. Hai người này về chăm sóc với nhau chắc đã lắm nè. Cảm ơn Nguyên Linh nhiều. Trời ơi, thấy chị không? Thấy chị Quang không? Cảm anh Triệu? Có, anh có. Thấy chị Quang đang chăm chút chưa? Dạ, yeah, chăm chút lo từng chi tiết luôn mà. Vâng, cảm ơn. Rồi, cảm ơn em nhiều. Thấy hạnh phúc không? Quá hạnh phúc luôn. Để nha có bàn tay phụ nữ. Nói chung là cái điều mà mình sống hiện nay nó hụt hẫng là thiếu cái người phụ nữ đó. Cái điều mà mình muốn nói rằng là khi rơi vào cái tâm trạng của cái người mất đi cái người phụ nữ, cái điều đó đau lòng lắm. Dạ. Rất là đau. Rồi. Nhưng mà hôm nay đây được như thế này thì rất là quý. Dạ. Cái đó là cái sự may mắn của Dư Triệu đó. Dạ. Rồi, ngồi đây đi anh. Dạ, cảm ơn. Dạ. Chị ngồi đây đi chị. Rồi, mình cảm nhận về nhau đi anh chị. Trường hợp em hiện nay là sống và đi làm chưa hay là còn công tác ở đâu không? Dạ, em còn công tác ở trung tâm như em đã trình bày với lại rồi. Dạ. Cho nên cái nãy nghe không rõ lắm. Dạ. Thì bản thân anh thì nhau cũng... anh Triệu. Có anh cảm nhận về chị cảm chị nhận Quang gì nói nào? Chung thì cái điều mà may mắn là đối với anh thì có được cái niềm an ủi của em. Dạ. Thì điều đó là cuộc sống của anh cũng mừng. Dạ. Mình nói nó ngắn gọn và đầy trong cái thực tế nhiều nhất thôi. Dạ. Thì cảm nhận anh thì anh thấy có được em anh mừng lắm đó. Dạ. Và nhất là về vấn đề mình sống phải có cái nhân văn xíu. Dạ. À rồi thôi cái chuyện tới đó rồi cái với cái hậu cái phúc hậu của mình nữa. Dạ. Dạ. Nói chung là em thì không phải tự em hoàn chỉnh em. Nhưng mà em do cha mẹ sanh ra rồi bạn bè rồi thầy cô. Rồi nói chung những người để hoàn thiện em á. Dạ. Thì em bây giờ sẵn chương trình em sẽ cảm ơn trước tiên là cô giáo em, rồi sau đó là ba mẹ đã sanh ra em. Dạ. Và những người bạn đi cùng em. Dạ, cảm ơn. Em xin lỗi chương trình, em hơi xúc động. À xúc động. Chị xúc Quang động là chị hay xúc động. Nãy chị có nói là nó là vừa là điểm mạnh mà vừa là điểm yếu của chị, có nghĩa là chị rất là dễ xúc động. Dạ. Chị vui chị cũng có thể rơi nước mắt, mà buồn cũng có thể rơi nước mắt, nhưng mà sau đó là có thể hết ngay. Dạ. Em thấy vậy nè chị. Nãy chị nói chị hát hay đúng không? Để bỏ mình bớt đi cái cảm xúc xúc động này đi, mình hát bài. Đúng cái sở trường sở đoạn của chị đi chị. Cho em, anh hết em hồn. Đứng lên hay em ngồi? Chị đứng lên chị hát cho đứng có lên cục lên. Hơi cứ đứng tiếng lời anh hát cho anh nghe đó. Dạ. Hai người cứ hát cho nghe thôi. Dạ. Cái này cũng xin lỗi cũng không phải là hay ho hay là cái gì, nhưng mà kiểu như là cái bài này nó đi sâu vào lòng em. Tại vì là nói chung là em có qua một mối tình rồi chia tay nhau, nó hơi buồn, cho nên cái bài này em nằm trong lòng em, cho nên em hát một đoạn cho anh nghe nha. Dạ, rồi để anh chia sẻ với em. Dạ, bài này là bài Hoa 10 giờ. Dạ. Hôm chia tay chiều Chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh đến. Hái một nụ hoa xinh xinh màu tím tím, anh cài lên mái tóc thề. Rồi hẹn tuần sau khi hoa 10 giờ nở, anh sẽ đến thăm em. Em trông chờ từng phút bao đêm rồi không ngủ, mong đến ngày được gặp anh. Dạ, anh chịu hát bạn lại chị đi. Nói chung thì anh cũng hát em. Dạ. Một bài hát ngắn. Dạ. Và bài hát đó là tiếng nước ngoài, tiếng. Dạ. Pháp. Ồ, em sợ nhạc giờ. Pháp hả anh, hay á anh. Dạ, em cũng thích, nhưng mà điều em sợ em trình độ em nó không cao lên không tới sao, đó. Nhưng mà thôi em cảm nhạc đi anh ha.
đúng rồi, hát cho nó có cái không khí vui thôi chứ không dạ. có cái gì. Dạ dạ. Tại vì cái chương trình học hồi nhỏ tới giờ là chương trình Pháp á. Dạ. Dạ. Nó thuộc về sở trường của anh rồi. Thì để anh xin hát một đoạn, một khúc dạ. thôi. Dạ. À. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait et j'ai crié crié Aline pour qu'elle revienne et j'ai pleuré pleuré oh j'avais trop de peine. Hát rồi nè. Cái bài này em biết nè. Anh sẽ hát lên ha. Bài này hát nói lên. Về bài hát lên đấy. Hát lên tình yêu đó. Em biết bài này. Bài hát đây hồi bữa anh Nguyễn Linh anh nói merci beaucoup non. Merci plus. Vâng sẽ hát lên. Merci beaucoup. Vâng merci plus. Non beaucoup. Vâng. À, cảm ơn okay. Rồi, bây giờ mình tới dạ. này bây giờ anh chị đã gặp nhau rồi dạ cảm ơn mình có cảm xúc rồi bây giờ thế này nè mình nói luôn đi anh bây giờ thí dụ như bây giờ mình dự định tương lai mình góp gạo thổi chung đó thổi cơm chung chứ thổi chung là thổi gì góp gạo thổi cơm chung chuyện của người ta mà mình rung là sao để làm bên đây nó khớp tinh thần nữa em trường hợp như thế này trong cái cuộc sống sắp tới thì cái tâm trạng của em là như thế nào để anh có anh cái anh có cái là đáp ứng theo là vì dù sao nữa mình sống mình phải có cái nhân văn vâng mà luôn luôn mình cũng phải thương nhớ cái người phụ nữ dù rằng như thế nào mình cũng phải thiệt thòi cho người phụ nữ đó. Dạ, rồi, dạ. Thì em cứ có những ý kiến gì thì anh sẽ cố gắng đáp ứng cho. Dạ. Nói chung á là hồi nào giờ á em cũng nói thật ra là em sống một mình á nó có cái nó cái cũng có cái quen quen nhưng mà điều á là em thấy nó có gì thiếu thiếu cho nên á là em muốn bù đắp cái thiếu đó vô. À. Nhưng mà giờ em không biết là có phải là trời đã đưa cái thiếu gần lại gần em rồi, chưa. Cảm ơn. Rồi em tiếp tục nhanh dạ. Nhưng mà điều á em cũng mong rằng một ngày gần đây á cái thiếu đó nó xích lại gần em để cho em đáp ứng cho nó đủ lại. Yeah. Dạ. Còn cái chuyện về em á thì em cũng xin nói thẳng với anh á là khi mà ví dụ như á chúng ta góp gạo nấu cơm chung y như chị ông Vân với anh Quyền Linh nói á thì em cũng xin anh vậy nè. Cái chữ hiếu á lúc nào người ta cũng đặt trên hàng đầu cho nên ví dụ như em có quá hiếu á thì anh cũng có gì anh bỏ quá cho em đó vậy đó. Còn nếu mà thổi cơm chung á mà mình phải xin trước chứ nếu không xin á thì không được cho nên á là em chỉ yêu cầu nhiêu đó thôi. Còn cái vấn đề á là bây giờ á thì hồi nãy giờ em cũng có cảm nhận em có tí chút gì đó có cái cảm tình cũng hơi với anh. Là người ta nói là ví dụ như tiếng sét ái tình thì giờ em không tin. Tại vì sao? Vì hồi nãy giờ có mấy phút với nhau thôi. Yeah. Là cũng chưa có nói là cái gì là tình cảm nó sẽ nảy sinh. Nhưng mà rồi đây em sẽ mong rằng sau chương trình này chúng ta sẽ xích lại gần nhau rồi chúng ta sẽ có một cái gì đó với nhau. Là em yêu cầu vậy thôi. Dạ. Thì phần anh bây giờ anh cũng nói rõ cho em biết là những gì cái quan niệm suy nghĩ của em sống như thế nào. Dạ. Thì hoàn toàn anh không can thiệp sâu vào cái điện đó. Dạ. Bây giờ ví dụ như trường hợp em nói là còn hiếu thì cứ vẫn đó vẫn sử dụng bình thường anh không có xâm phạm vào cái chuyện đó hết. Dạ. Rồi, không sao hết đừng có ngại ngùng với nó những gì em suy nghĩ mà sợ anh có những cái phản ứng khác á. Dạ. Hoàn toàn bác bỏ nó qua một bên và tiếp tục những cái gì mà mình còn đang làm lúc trước tới bây giờ vẫn tiếp tục làm luôn không có ngại ngùng với nó không phải để mất hiếu mất gì vân vân không có đừng ngại cái chuyện đó. Dạ. Không sao hết đừng có ngại gì rồi. Hết á. Rồi em còn cái này nữa một cái. Ví dụ như em á là nếu mà nói là người của công chúng thì không có đúng mà kiểu là người của xã hội em rất tham gia nhiều cái coi như là cái hội này hội kia. Vâng. Thì ví dụ như chúng ta đến với nhau thì anh có thể nào anh nới nã anh cho em đi tham gia hội hè này kia tức là chứ đừng có bó buộc em vào cái tình cảm không thì mở rộng ra cho đi sinh hoạt á. Dạ đó. Yes. Ok không sao hết cái sinh hoạt đó là do để có người cái người mà sinh hoạt như em vậy đó nó có cái tâm trạng thoải mái hơn nữa mà lúc đó mình thấy cái người phụ nữ đó họ có những cái hoạt bát thêm nữa. Dạ. Mình đừng có eo hẹp quá anh nói em nghe mình sống phải có cái nhân văn. Dạ. Nó như thế không sao đâu đừng có ngại chuyện mà anh Triệu có hỏi Quang chị Quang thử xem là khi mà hiện giờ anh đang sống với hai cháu á, ở nhà như vậy á, thì là ví dụ sau này mà hai người có góp gạo thổi cơm chung như vậy á, thì mình sẽ sống ở đâu
hoặc là sống chung với con anh thì cái đầu tiên nhất thì xin phép nói với Hồng Vân ha. Cái đầu tiên nhất về vấn đề hai đứa nhỏ, trước nhất anh sẽ sắp xếp tạm thời mình sẽ ở tách ra hai đứa nhỏ đó trước, thời gian không lâu đâu. Tại vì mới lúc đầu mà từ từ đừng đem về nhanh quá thì nó bị sốc mấy đứa nhỏ liền. Dạ. Cái điều đó mình cần phải cho sao? Cho họ thích ứng á hả? Cho thích ứng đối với cái người bạn đời thứ hai, tức là người mẹ thứ hai. Cho họ thích ứng á hả? À, lúc đó thì mình mới về sum họp lại. Thì em nghĩ ra sao? Dạ. Em cũng đồng ý với anh, tại vì em cũng xem nhiều cái phim Việt Nam á. Dạ. Thì em thấy mẹ ghẻ với con chồng nó có nhiều cái lấn cấn. Rồi, rồi ba đó muốn đi bước nữa đó. Dạ, thì đây. Hỏi ý kiến con á thì mấy đứa nó còn ích kỷ, bởi cái là trong vòng tay của ba lúc nào nó cũng ấm áp hơn là của mẹ ghẻ, của người xa lạ. Cho nên đó là em nghĩ là từ từ cũng được anh ơi, em không gấp. 55 tuổi em vẫn còn xuân mà. Nhưng mà chị nhưng mà hiện giờ là chị đang sống một mình hay là chị sống chung với ai hả chị? Dạ, hiện thời em sống riêng một mình em. À, chị sống riêng trong một căn nhà. Dạ. Ồ, nếu vậy thì đơn giản mà anh. Đơn giản. Đúng không anh? Cái trường hợp như trường hợp anh, thí dụ như mình anh về ở với chị. À đúng rồi, thí dụ anh trẻ ở về ở với đúng em rồi, thì đúng được rồi, không? Anh. Dạ. Tại vì xưa kia anh cũng đã ở với bên vợ anh là làm rể. Dạ. Và vẫn sinh hoạt vẫn là dạ. Miễn làm anh... sao mình có cái nguồn thu nhập của mình, mình có cái nhân văn của mình, có cái nhân hậu của mình thì cái điều đó con đường nào nó cũng đi được hết. Dạ đúng rồi. Vậy là thì đơn cái đó giản tâm lý ý anh hỏi em như vậy đó thì được. Dạ. Không nói chung á là bây giờ á là mình lớn hết rồi, nói không được hay được gì á thì để khoan anh ra đằng sau mình tâm sự. Rồi, bây giờ cảm á, ơn. Em nói em nghe. Dạ. Ví dụ anh em nói được mà em thực hành không được. Dạ, trong đó ví dụ như cho anh cũng vậy đúng lắm. Không? Dạ. Vâng, vâng, nhưng mà cái này nè, cái này. Em quyết định được là sao? Vì bây giờ cũng 55 tuổi rồi, dạ. Em cũng có cái thu nhập cá nhân, em cũng có nhà ngôi nhà cá nhân dạ, của rồi. Em có quyền quyết định, nhưng em còn phải về em tham khảo ý kiến của anh em nữa. Rồi em phải giới thiệu anh như thế dạ, nào, rồi anh phải đúng, vô dạ, như thế dạ. Nào em mới cho anh bước dạ, vô cái nhà em chứ. Đâu cảm có phải nhiều. Tự nhiên mà dạ. Mà anh nói là em ok, em đâu có dám. Thì cái này anh chỉ nói cách là mình dạ. Sống làm sao cho có cái nhân văn. Dạ, đúng rồi. Dạ, có cái gọi là phước cái gì, dạ. cái tính mình á. Dạ. Nói chung mình lớn rồi tính gì cho nó chắc. Dạ, dạ. Anh nghĩ rằng là nhân hậu á, chị có thể hỏi ý kiến người thân thôi, nhưng tình yêu á chị phải tự quyết định, chị không nên hỏi ý kiến ai cả. Con tim mình nếu nó mách bảo thế nào mình cứ làm như thế. Em nghĩ rằng trong gia đình không ai trách đâu. Chỉ có hỏi là thôi tham khảo coi sao, thấy ảnh sao này kia. Tôi nghĩ rằng ai cũng mong muốn hai người kết hợp, bởi cái tuổi này á cần một người bạn đời, mà quan trọng hơn nữa là một người bạn tri kỷ gì à. Chúng ta cùng tâm sự, cùng chia sẻ những cái đêm mà trái gió trở trời, những đêm mà tối lửa tắt đèn đó chị ha. Thành ra mình cũng đừng hỏi ý kiến là gia đình anh ơi cho em yêu người này hay không, hay là chị ơi cho em yêu người này không. Đâu, hồi nãy dì ngồi dưới đó, dì Bảy ngồi dưới, dì Bảy nói là dì Bảy ủng hộ thôi chứ không bao giờ can thiệp. Đúng rồi. Thành ra là cái tình yêu của mình là mình quyết chứ dạ, ai mà quyết được cho mình. Dạ. Thấy gì ha? Vì nó là vì ủng hộ mà đúng không? Còn chuyện quyết định dạ. Là do chị chứ chị. Dạ, không phải là em nói là em không quyết định tình yêu, nhưng mà ví dụ như ảnh hỏi á là hồi nãy anh có hỏi, anh hỏi em có cho anh về nhà em ở được không? Cái đó em chưa dám, tại vì má chết rồi thì còn có các anh em nữa. Không, là ý mình, là cái quan điểm sau này đó chị. Quan sau này dạ. Chứ mấy ngay bây giờ còn bây dạ giờ sử. Á thì dạ bây sử. Giờ thì em cũng nói là hồi nãy giờ rồi, em okay. Có tí chút cảm tình với ảnh. Nói chung có rồi nhưng mà rất cảm ơn em dạ. Nói chung á là em cũng thấy được những cái tài anh, nhưng mà về á em nói anh nghe, ví dụ như anh có góp gạo với em á, nấu cơm chung á, anh nói tiếng Việt Nam giùm em ấy, anh đừng có nói tiếng Pháp, em nghe em không hiểu. Đúng cái đó là... em yêu cầu cái đó có quá đáng không anh? Không có gì đâu, tại vì ảnh làm công ty nước ngoài anh quen rồi. Anh vẫn nói tiếng Việt được mà, không lẽ hai người anh nói tiếng Pháp. Anh Linh ơi, rủi gì á, ví dụ như em nghe lóng thoáng được cái tiếng Anh đó là I love. Còn ảnh á, anh tiếng Pháp, anh nói gì em cũng không biết rồi, ảnh có love em không. Đúng vậy, em ơi, cái này nè, người ta trong cái trường quay họ yêu cầu mình hát tiếng Pháp dạ. Do cái chuyên môn của mình dạ, dạ, để dạ.
tạo cái không khí vui vẻ cho cái hội trường. Đúng rồi. Dạ, không phải tự nhiên mình muốn nói tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Âu gì với gia đình mình. Cái đó mất lịch sự lắm. Không có sao đâu. Nhiều khi á, anh nóng lên anh la, nói tiếng Pháp mình không hiểu chứ còn vui hơn nữa. Thôi không được. Tại vì nó mình đâu hiểu đâu. Anh xúc phạm em rồi, em phải biết làm sao à. Em không biết làm sao. Anh nói em biết vậy. Em nghe nè, mình sống mình phải có cái nhân văn. Luôn luôn cái nhân văn của con thôi người mình. Thôi được rồi, em hiểu rồi. Vâng. Cái này nè anh chị, cái này nè. Em nghĩ rằng nha, em thì chắc là thua tuổi đời anh chị nhiều. Bây giờ em không phải góp ý gì, nhưng mà theo em á, vâng, là có. Mình nên gọi là mở lòng để đón một người bạn tri âm tri kỷ đi. Bởi cuộc sống khó tìm một cái người nào mà mình có thể có một cảm tình này kia. Bởi yêu nhau á, bây giờ nó không phải là tình yêu như trẻ con nữa, mà là đến với nhau để có thể chăm sóc với nhau, để chia sẻ với nhau anh chị nha. Yeah, mình mở lòng ra đi. Tôi nghĩ rằng là sau nhiều cuộc nói chuyện chắc chắn anh chị sẽ hiểu nhau và thậm chí yêu còn hơn trẻ nữa. Thực ra anh biết sao, cái tâm lý của đây là ví dụ như nói là yêu chị là mặc dù chị 55 tuổi rồi, nhưng mà thực sự cái tình yêu của chị á, giống như là một đứa trẻ. Tại vì anh biết không, đây còn con gái Trinh Nguyên từ nhỏ tới giờ. Thành ra là nếu đối với chị Quang á, là khi đã yêu thì hoàn toàn như là một người con gái, gọi là sao ta, như là bắt đầu bước đi từng bước, một đầu yêu đó, chập chững đó anh. Quan trọng là do anh nha anh chị. Đó, thành ra là anh làm sao đó mà mẹ chứ. Nếu mà mình không biết nâng niu thì rất là trôi qua mất cái thời điểm đó. Đúng rồi. Vâng. Em nói anh đó, ông trời ông tặng anh một món quà gọi là cuối đời đó, ngon lành đó. Em nói thiệt anh luôn. Dạ, cảm ơn. Vô giá luôn đó nha. Hả chị ha. Rồi, bây giờ thế này anh chị. Có anh. Mình để tay vào nút bấm đi. Rồi, xin mời. Quyết định đưa ra quyết định của mình. Rồi, đâu anh? Ra đây vào được không? Dạ. Rồi, ở đâu? Đâu? Tay vào đây. Rồi, cảm ơn. Tức là mình đè vô phải không Quyền Linh? Dạ. Vâng, cảm ơn. Bây giờ mình cứ bấm nút để chúng ta chia sẻ với nhau trong lúc vui buồn ha. Dạ, cảm ơn. Tôi nghĩ rằng là chị cũng có cảm tình với anh đó, còn anh thế nào với chị? Thì anh chúng ta sẽ thể hiện bằng cái nút bấm. Đúng rồi, thì nói chung là cái tình cảm của anh chị bây giờ sẽ quyết định bằng cái nút bấm nè. Chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả, chúng ta đang đối diện với người thân của mình, thành ra là mình cứ theo con tim mách bảo đi, vậy đi, con tim nó nói bấm là bấm. Ừ, đơn giản như vậy. Đúng rồi, cũng không cần phải hỏi ai coi có bấm hay không. Mình cũng lớn rồi ha. Linh là Linh bấm đó. Rồi thôi giờ sao? Đếm đi Linh ơi, để hồi hộp quá. Đếm đi. Rồi đếm đến ba là anh chị muốn mình bấm đó. Anh chị quyết định nghe. 1 2 và 3. Wow! Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Ở trong sân khấu hội trường này ai cũng vui cả. Bởi vì thật sự người ta cũng muốn tác hợp giữa anh chị với nhau. Những trái tim còn cô đơn trong cuộc sống hiện đại thế này anh chị nha. Con cháu mình nó rất là mong muốn luôn á, chứ nó không có gì đâu. Xí Vân nói danh Triệu chút xíu nè, anh Triệu biết không? Anh Triệu biết không? Chị Quang đây là làm về cái gọi là cái công việc của chị là quản lý một cái nơi gọi là thể thao, nghệ thuật. Đó, thành ra là chị rất là dí dỏm. Nãy giờ những cái mà chị nói chuyện với anh đó là hài đó, chị giống như là chị giỡn anh biết không? Yeah, cái việc mà cái vụ là giống như anh trong mà nói tiếng nước ngoài. Không, không phải, cái là bệnh nghề nghiệp nha anh, giống như là anh á, mà nói tiếng nước ngoài em không hiểu được, chẳng thà anh nói I love you thì em biết vậy, chứ còn chị đâu có biết cái chữ je t'aime nó là sao. Je t'aime là tiếng Pháp là yêu đó chị. Je t'aime mà tức là anh vậy yêu là em á. Em vậy em để ý cái câu đó. Đúng rồi, cứ trao Google cái câu đó hả, mà ông mà nói tiếng Pháp mà ông có chữ je t'aime là ngon rồi đó. Ngon rồi đó. Nghĩa là học cái gì còn biết chữ giơ tay. Đúng rồi, đúng rồi. Nghĩa đúng là rồi. Anh yêu em. Đúng rồi. Đúng anh. Hai người nắm tay nhau giơ tay đi. Ê, được anh thì coi làm sao. Là cảm ơn, xin mời em. Bây giờ bắt đầu từ bây giờ, trước mắt mọi người, anh chị đã bấm nút, tức là đồng ý hẹn hò với nhau. Rồi mình có thời gian để tìm hiểu nhau. Nhà bè thì cũng xa xôi gì hết trơn ha. Rồi bây giờ mình chắc cũng không phải xin phép ai đâu. Không có xin phép ai á, chủ. Coi như bây giờ trái tim coi như là mình coi như là anh xin phép chỉ thôi. Quang ơi, cho Triệu đặt lên đôi gọi là gò má của Quang một nụ hôn đầu tiên. Đó, chỉ có vậy thôi. Nói chứ anh xin phép em để có một cái mi dinh người em. Mi là hung đó nghe chị, mi là hung nghe. Dạ anh nói hung, anh nói đại đi, anh nói mi thì em không biết. Đó, thấy bà duyên dáng ghê không? Bà giỡn đó. Anh xin phép em, anh hung em một lần một cái. Dạ. Nhiều lần chứ. Nhiều lần. bây giờ khoan anh. Rồi xin lỗi. Bây giờ mình hung trước mặt á, cái bà gì á thì em kêu bằng bà má. Rồi mấy chị bạn em
À, rồi em ngại quá à. Hỏi bà thôi gì, để rồi, xin lỗi, để xin lỗi. Phải hỏi bà gì cái. Dạ. Đúng rồi, hỏi gì tiếng. Cho phép hung không? Xin lỗi dạ. Gì mà gì? Bảy. Má bảy đó. À, má bảy, xin lỗi má bảy chung cho gì tức là phải cháu ha. Đúng rồi, má bảy luôn. Má bảy cho Dư Triệu hung bạn gái Quang một cái. Dạ. Chấp nhận đó, gật đầu được kìa. Má bảy gật rồi. Chắc về 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 đây khỏi gọi đầu á, để cái này riết nó tới giờ thấy duyên dáng ghê không, không có gọi đầu nữa. Đừng có gọi đầu. Để cái nụ hôn này nó nằm đây chứ. Vậy hôm nay thì nghe. Khỏi mặt. Dạ, chung, dạ. Cái anh thì thích cái thể thao lắm. Dạ. Anh chơi tennis này cũng 30 năm rồi. Dạ. Dạ, cái điều đó là mình cũng may mắn. Dạ. Thôi, hai người có cái đam mê cho đó chơi thể thao đi. Dạ. Ha. Dạ. Thì nghe nói làm về vấn đề thể dục thể thao. Dạ đúng rồi. Thì mình cũng chưa tìm hiểu rõ cơ thể dục thể thao này. Thiệt hay là nó cái gì? Nó trung tâm, nó là trung tâm tất cả các loại hình anh. Rồi, tất cả các loại hình. Rồi rồi, xin lỗi. Rồi. Ok. Rất cảm ơn. Nắm tay đi anh. Anh chịu nắm tay chị. Nắm tay. Anh cứ buông tay em ra ngoài như anh không thích vậy đó. Nó không đừng nói vậy, nói gì chính những cái biểu hiện như thế này nó không bằng trung thực những cái mà mình không biểu hiện ra, cái đó mới là trung thực hơn. Dạ. Rồi. Sau đây là hai người đi uống cà phê nè.